Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Bạn nói thì không có đâu, tại em không thấy. À đây, bạn nào qua em ơi. Bạn nào qua em ơi. À, hưởng E nha em. Sau cái trụ này nhá. Sau cái trụ này nhá. Lên bảng điểm số này. Qua định giải cứu cho nhau à? Nó qua để trả thù em ạ, nhưng mà bị anh kill rồi. Buồn chứ bạn. Đen. Đâu anh? Sát đâu? Sao nó ngay chỗ này này. Đấy. Đây này em này. Em xem thấy gì em lượm đi. Ồ, còn lại 17 thằng nữa cơ anh em ơi, đông quá mà. Đi đâu rồi? Từ 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 nha, đây. Mình cứ chạy vào lại đi em. Bọn này còn to mà. Đây anh xem đi. Có phía này này. Qua bên này mình lựa thêm đồ đấy. Không biết là có cái nâng giáp không nhỉ anh em. Tại giáp 3 mình còn có 50% nhỉ. Nâng giáp ở đây chắc không có. Có, nhớ là có một đứa. À, có một cái nâng giáp ở mãi ngoài này này. Em không nhớ chỗ này có bao giờ hả? Anh cưới hả? Ủa cái này anh chịu em ơi. Cái này thì anh chịu nhá. Đây này, có một cái nâng giáp ở đây này. Em lấy ra 4 anh vứt cho này. Qua đây anh vứt ra 4 cho. Nào qua đây. Vứt ra 4 cho này. Em ơi. Đây. Nè. Ok. Mấy khu ở đấy á, không có ai đâu em. Mày em chạy theo hướng đấy là ít người lắm. Chạy theo hướng ngược lại cũng được mày. Cho nó nhiều chạy người ấy. Đây, thế anh chạy theo em. Ừ, cũng được. Đây, anh chạy theo em. Đi. Ừ, ok. Mình chạy theo phía này này, mình canh mấy đứa mà ở cái khu thị trấn nó chạy qua đấy. Đấy, cho nó bắn nhau gần chết rồi à? Còn lại có 11 thằng nữa thôi à? Không thấy ai ngoài đấy đâu cả anh em ơi. Chắc là các bạn sẽ phải chờ thêm một xíu nhá. Chờ thế nào anh em. À, mấy đứa cho nó gọi đồ thí anh em ơi. Đâu anh? Một đứa gọi ngay bờ sông ấy. Anh vừa biết nè. Ok. Thế mình chạy qua phía bờ sông này này. Đấy. Qua xử nó luôn. Anh có farm mát không? Anh đang xài gấu dài mà. Không có farm mát. Đứng trên này sẽ là ngắm được. Em chạy hẳn xuống phía dưới đi. Đừng đứng đây. Đấy. Chạy qua gần chỗ nó ấy. Tí nó bơi sông qua ấy. Em tin anh đi. Kiểu gì tí nó cũng bơi sông qua. Cái chỗ em pick này. Nó lượm thính rồi. Lượm rồi á? Ừ. À, qua, bây giờ mới lượm á. Không lượm từ lúc nãy cơ, anh thấy nó lượm rồi. Bây giờ mới mất sáng. Vẫn sáng em ạ. Mất sáng mà anh. Đâu của anh hiện vẫn sáng này. Chắc lỗi. Ủa, chưa thấy nó đâu em ơi. Chưa thấy nó đâu ấy. Để anh ngồi đây coi. Cái phía xe kia có mỗi hòm sát thì không thấy người. Chắc nó chết rồi. Có mấy cái hòm sát ở đấy cơ. Đây mày. Quay mày. Chạy cẩn thận. SE có người. Bơm máu đi em. Hai đứa nhá, hai đứa SE nhá. Từ từ chờ anh cuốn máu nhá, đừng bắn vội em ơi. Chạy cuốn máu đã. Ngay phía SE nhá. Quay mày, đừng. Đừng xuống em ơi. Cứ chờ anh bơm máu cái đã, đừng bắn vội là được. Bắn gấp thôi. Em có bắn đâu, nó bắn. Ok. Đây này, mày chạy đi em ơi. Em cứ vừa chạy vừa ấy là được. Ok, nó một nhá. Một đứa xong mò thật chắc em ơi. Tôi có lại này, đang chạy này. Em cứ chạy liên tục là được, nó không bắn được nhá. Bữa nay chúng nó hay chơi đứng lên ngồi xuống ấy. Xong mò thật chắc nha em ơi. Chúng nó chạy thôi. Bo thu lại kiểu gì thì nó cũng phải chạy này. Thằng bại của nó kiểu đẩy xuống trước bị anh kill ấy. Đừng đứng một chỗ nha em. Đậu xanh này. Wait mày, đây. Thấy chưa?
Nó chơi kiểu nó lên ngồi xuống này mình mất máu nhiều lắm. Chờ nó đi em. Em không chơi quen kiểu đấy luôn. Đậu xe này bạn ơi này. Sao bạn ơi? Muốn gì bạn ơi? Đứng gọi em ơi. Đây em cứ chờ anh, kiểu gì anh cũng kêu được nó. Kiểu gì anh có hại được nó này. Đậu xe này. Bắn này phí đạn quá. Đứng gọi em ơi, đứng gọi em ơi. Ừ, thằng này bắn tốn đạn nhỉ. Em có đạn súng trường không cho anh ý? Đây. Anh còn 100 viên à? Đâu, 83 viên. Em còn có... Hả? Ít thì anh đưa lại cho. Đây, để em vứt thêm đi nhé. Ơ, không cần vứt thêm đâu. Em cứ lấy dùng đi, em cứ lấy dùng đi. Em có hơn 100 viên à? 100 viên á? Ôi, ổng rất luôn kìa anh. Đậu xanh này. Trời. Đây, theo em. Em chạy lên trên đi, theo anh. Mình vào tạm trong cái đã. Vào nhà đi em. Cứ vào nhà đi là ok. Ở đấy có trời canh cơ nhưng mà thôi, mình vào trong mo luôn. Tại đông mà. Chứ không canh cái thằng kia đâu nhá. Ừ, không canh nó nữa. Vào trong mo là mình lên trời canh, mình canh mình đỡ ở trong ấy, là được. Thằng này nó nhây lắm. Anh bắn nổ thủng dầu luôn. Ok, ôi bom. Bom mày em. Chạy đi. Bom chạy ghê vậy. Chết đấy, sợ. Ở thì chết đấy anh cứu, nhưng mà nó rơi hai lần là anh không cứu được. Bom rơi một lần trúng người là nốc, rơi hai lần là chết luôn. Quên đấy. Em thấy cái chòi canh hướng 285 không? Em đứng đấy là được. Đâu? Đấy, một chòi canh hướng 285 ấy. Em lên chòi em đứng là được. Thì cho nó chạy qua hết. Em đang không tìm được cái súng ủ của em đâu. Format hả? Ừ. Anh cũng không biết đây cơ. Đây em ơi. Lên tạm cho canh này là ok, để canh nó chạy vào này. Tí nữa cho nó cũng chạy qua đây mà. Đây, kẹo được đứng ở đây anh em ạ. Còn 3 thằng nữa à? Một đứa thì mình đã biết vị trí rồi. Hai đứa còn lại mình nghĩ là hai đứa cho nó chung một team với nhau thôi à. Việt Nam hả? Việt Nam là nước hả? Đây mày, hai đứa, hướng 60 độ nhá. 60 độ hai đứa nhá. Nốc một đứa rồi này. Nốc một đứa rồi này em ơi. Cho nó dựng bom keo đấy, ngồi xuống đi em. Từ từ bom nó thu rồi. Chạy nó không chạy được xa đâu em. Xong bom keo đấy em. Rồi. Em cứ ngồi đi chờ. Rồi anh hạ một đứa rồi. Một đứa nữa, còn lại một đứa xong bom keo nữa. Không cần đâu, đây em vứt đạn này, em vừa lại một thêm đạn đấy, này. Em này. Đậm đi em. Ok rồi đấy. Nó chạy rồi mày. 70 nha. Xong. Ui, bây giờ còn lại thằng cuối thôi. Thằng cuối nó nằm ngay hướng 105 ấy, em chờ coi, tí nó chạy vào bo ngay bây giờ đấy. 105 á. Yên tâm. Tí em cứ chạy theo anh dựng bom keo là em đi theo anh là được, nhưng mà anh hết bom keo rồi à. Em có bom keo không? Đây vứt đây, tí anh dựng bom keo cho mà chạy. Em cứ đứng sau bom keo giống anh là ok. Mình cứ ngồi đây thôi. Anh ơi, nhưng mà bo thui mà. Sao em? Từ từ, em cứ ngồi đây, từ từ chờ bo thu tí nữa mình mới xuống, chưa xuống vội. Thế anh biết là bo thu mà. Làm gì mà anh không biết đâu, đi đi. Không nên xuống vội làm gì cả đây. Em cứ đi sau anh nhá. Thì có gì anh dựng bom keo đằng trước cho. Em đi từ từ thôi. Đây. Đi nhanh, nó không bắn được chưa em. Đánh canh xung quanh xem nó ở phía nào cái đã. Mình còn dụng bom keo cho em. Anh check kỹ coi phía dưới này chắc là không có đâu. Nó ngay phía trên này à. Ủa anh đâu mất tiêu rồi. Ủa anh đang phía dưới này. em chạy phía dưới này xuống. Xuống đây. Xuống đây em. Đây, anh biết bo rồi. Phải bo chắc là ok đây. Kiểu gì thì nó cũng chạy qua mà đây. Đây đằng sau chỗ này đây anh này. Đấy, được chưa? Anh. Đây, thì mình ngồi đây. Phía sau này không có đâu, mình chờ phía trước thôi là ok. Còn lại có một đứa nữa thôi à. Có thể ở ngay trong nhà đấy, để anh ngồi coi. Wow.
Hỏi em mua thuốc uống cho em. Chưa. Không mua thuốc thì em uống mau khỏi gì nữa. Đây em ơi, đây em ơi. Đang chạy này. 165 nhá. Nó chỗ mông keo nha. Okay. Đây dựng mông keo này. Solo với nó em ơi. Đứng đây. Bây giờ mình đứng đây chờ nó. Ui. Nó có liệu. Không sao cả. Ok ok không sao. Nó có liệu ngu quá em ạ. Nó có liệu mãi xuống dưới là làm sao mà trúng được. Ngu lắm cưng. Ơ đó tự đắc nhiều lắm vậy. Này. Nó đã để qua em ơi. Từ nó gần hết bốc keo rồi. Đem đem. Kẹo nó đi em. Đây có liệu không vứt chanh quả. Đây còn quả cuối cùng này. Đây vứt chanh quả đây. Để đáp liệu nó cho. Cẩn thận cẩn thận cẩn thận mày. Đây đây chị qua chị qua. Chị qua lên em. Giờ chị qua lên nhà em. Giờ chị qua lên là ok. Đậu xe này làm gì vậy. Đậu xe này làm gì vậy. Yes. Đây 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 ăn mừng nào ăn mừng nào. Đây. Đây con mặt con này. Quên không được. Nhấn nó không được đấy em. Để chờ em. Ok. Ok. Bảo vệ người yêu luôn nha. Tất nhiên rồi. Chào mọi người. Và lại thêm một trận tâm một nữa rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.